Phát, ta thấy dù sao? Ờ đúng rồi. Bên thả như lên dụng cho. Ok. Để cầm nha, chăm chắc nha. Mày ơi. Thả lên rồi kìa. Đó thì lúc dài là vô mùa thả diều rồi. Phản hợp. Gió quá trời luôn, mát hiu hiu luôn. Xin chào mọi người nha, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2022 á. Thì buổi chiều này mình lên phía sau chỗ trường mầm non Hòa Khánh á. Có mấy cái bạn nhỏ nhỏ lên đây, mấy bạn trẻ lên đây vừa thả diều nè ha. Giờ trên bầu trời là có hai con diều nè. Đây, đó đây nãy giờ mình chở cháu mình đi dạo một vòng đây, sẵn thấy mấy bạn này thả diều đây. Mình lên đây khoảng mình coi thả diều luôn. Diều của mấy bạn nó gớt mình đó kìa. Các bạn nãy giờ thả chưa lên nữa. Đó, có con diều ha. Thích ghê ha. Đó, con diều đó là diều đại bàng đó phát. Anh dựng cho ai chạy. Diều này bị gãy nghiêng cây rồi hả? Ủa? Cái cây nó vẫn bình thường mà. Ủa? Hôm qua anh thấy thả diều trên trển quá trời luôn, nay cái này đó. Trên Phương Trang á. Ê xe phát được chạy ra nha, đứng nghiêm nha. Đứng nghiêm. Mấy cái bạn này nè, dẫn mấy đứa em, mấy cháu này thả không như vui quá ha. Đó, trên bầu trời là mình quay lên trên bầu trời có hai con diều. Hai con đại bàng, có hai con cá mập chứ. Đó, hai con diều cá mập của mấy bạn đã thả lên trên cao rồi kìa. Đó, nó bay phấp phơi, hai gió nó đảo qua đảo lại. Dạ, đây là cuộn sợi chỉ á, mấy bạn dùng để thả diều nè mọi người. Các bạn mua cuộn này nè. Anh thả cho em dụm cho. Ok. À đây là mốt kiếm cái đồ quấn bằng cái từ điện á. Mình thả diều với mấy bạn nhỏ ha. Nay dẫn thằng cháu mình đi nữa nè. Phát, còn ba thả diều nè Phát. Ủa con diều nó bị gớt hả? Ủa con diều mấy bạn gớt xuống rồi kìa. Trời ơi. Cố lên, con diều nó sắp lên rồi, bên đây con nữa nè. Cút lên. Đây con diều này nó nè, anh gỉ nó lên nè. Thằng bé cầm nha, chăm chắc nha. Đó, thả diều vui nhộn. Phát. Ủa hồi nãy thả lúc mấy giờ vậy? Mấy em lên thả lúc mấy giờ vậy? Mới thả hả? Hồi qua anh lên giả anh coi thả con diều gắn 40 mét đó, mấy đứa kia nó mua 1 triệu mấy 2 triệu gì đó. Ghê thiệt. Cô ba quay Phát thả diều nha. Chịu không? Phát bữa nay đi coi thả diều với cô ba ha. Nay mình thả chỗ trường mầm non nha. Một con diều đã bị gớt rồi. Trời ơi, con diều lôi con bé luôn rồi kìa. Ý, thấy con diều không? Đó, còn con kìa, phát thấy không? Thấy con diều không? Đó, có con lơ lửng trên bầu trời kìa đó. Trời ơi, nhỏ lanh như vậy, nhỏ học lớp mấy mà lanh vậy? Mẫu giáo hả? Trời ơi, vậy bữa giờ học trường này rồi. Lanh vậy? 21 tay vô học rồi phải không? Ê, cầm không? Anh cầm cho. Anh đâu biết thở đâu. Anh tha dở lắm. Nó không lên. Anh cầm cho em chạy á. Cầm sao? Ôi trời ơi. Ok. Nào em đếm tới 1, 2, 3 là anh chạy không? Khoát rồi đó nha. Rồi chưa? Được chưa? Ok. 1, 2. Trời ơi. Trời ơi. Bắt cái điện thoại dưới. Trời ơi. Phan. Để anh cầm lại cái đuôi. Rồi, chưa? À, buông à. Trời ơi. Trời ơi. Ê, gớt rồi. Không có kinh nghiệm rồi. Nhiều sao? Mạnh không? Thả lên rồi kìa. Trời ơi, sao anh vịnh, anh thấy nó đảo quá. Anh thấy tự thả thì dễ lên hơn á. Đó, buổi chiều dưới quê mình đó thì lúc gà là vô mùa thả diều rồi. Khoảng 4 giờ mấy là bắt đầu gió rất là lớn ha, là mấy bạn canh nhau đi thả diều. Rất là vui ha, hôm nay là mới có ngày thứ hai là mình được quay thả diều thôi. Bữa đầu tiên là mình quay mấy bạn thả trên trạm dừng chân Phúc Lộc á. Ở đây là mấy chị em trong nhà ở gần xóm này thôi đi lên thả. Đó hai chị em.
Đây được đó. Mấy con diều cá mập này chắc cũng tầm vài chục ngàn một con quá. Kìa Phát, coi chị nó thỏ kìa Phát. Rồi, không lên rồi. Con bé nói chuyện thấy thương quá ha. Nhìn người ta kìa. Vừa cười vậy. Cao cao lên. Ê, con này lên rồi nè. Gió quá trời luôn, mát hiu hiu luôn. Chiều mình chở con cháu mình đi chơi vòng vòng đây, sẵn thấy thả diều mình quay luôn. Cái này là vô mùa diều sôi động rồi ha. Dẹp hả? Vui quá ha. Còn đó cái cây nó bị cong hay sao nó không lên nè. Anh cũng thả diều không gành nữa, hồi đó giờ nó ít thả. Ấy, có mấy bạn hôm nay thả đi. Chừng nào có gió hả chạy, thả gió hả buông ra. Đó chạy lẹ lên. Ôi, cánh diều. Hai vợ nó lên rồi kìa. Con diều lên trên cao rồi nè mọi người. Cánh diều tuổi thơ. Ồ, bữa nay gió nhiều đỡ ghê luôn á. Đây các bạn, bạn số 10 vậy đang chạy thả một con diều nữa. Vẫn là diều cá mập ha. Đẹp quá ha. Ôi diều này mua nhiêu con vậy? 35 hả? 35 là 8 nghìn. Phát, Phát, xin vô Phát. Đừng đi ra đá con. Đó. Được một con nè, một con nè, hai con nè, ba con nè. Ở xa quá thì điện thoại mình nó không có rõ cho lắm ha. Rồi có một con chuẩn bị rớt xuống dưới rồi. Là rớt xuống rồi. Giờ chỉ còn có hai con diều hả? Mấy con kia đã gớt hết trơn rồi. Giờ hai con cháu đi coi thả diều. Thả diều cạnh trường Hòn Non Hòa Khánh luôn. Cái này buổi chiều quê ở đây rất là trống ha, rất là lý tưởng để thả diều luôn. Đó, view đẹp đó, cạnh trường hả? Mấy cái trường học ở đây nè, thoáng ha. Ở trên có hai con diều. Kìa con diều của các bạn kia chuẩn bị thả. Ủa hay là bạn cuốn lại ta? Đó, sắp lên nữa rồi đó. Cố lên, cố lên. Gió quá trời luôn á, đang gió luôn á. Đang có gió luôn. Đó, lên rồi đó. Lên rồi đó. Bạn thả diều mấy bạn đi ra tới ngoài đây luôn rồi nè. Để bắt chớn để thả diều không? Đâu tập thể dục cho cậu ba coi coi. Phát tập thể dục sao? Phát tập thể dục sao? Phát tập thể dục cho cậu ba coi đi. Ờ đúng rồi.